Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, thời tiết miền Bắc duy trì những cơn mưa rải rác, tập trung ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, trưa chiều nay đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Theo số liệu đo mưa tự động, thì tại Yên Sở Hoàng Mai đã ghi nhận được lượng mưa là 57,7mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn nên tình trạng ngập úng đã xuất hiện. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh từ phía Bắc sẽ được tăng cường yếu xuống khu vực Bắc Bộ. Do vậy, tại các tỉnh phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn, trời khá nhiều mây, có mưa rào và dông bất chợt trong ngày, cùng với nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, thì ở các tỉnh thành thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, do chưa chịu tác động đáng kể của không khí lạnh nên trời ít mưa hơn, nhưng cơn mưa chỉ xuất hiện cục bộ về chiều tối và đêm, còn trong ngày thì vẫn có nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc đến Đông ở rìa phía Bắc dãy áp thấp xích đạo. Và do vậy thì ở cả hai khu vực sẽ đều có mưa rào và dông rải rác với thời gian mưa tập trung về chiều và tối. Cục bộ có mưa dông mạnh kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nên phần nào ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời trên khu vực. Ngoài ra, người dân miền Nam cần phải đề phòng tình trạng ngập úng do chiều cường dâng cao trong những ngày tới. Đỉnh chiều ở trạm Phú An và Nhà Bè đều ở mức xấp xỉ hoặc là cao hơn mức báo động 3. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trong đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường thêm nên trên hầu khắp Biển Đông tiếp tục thịnh hành trường gió Đông Bắc đến Đông. Và nơi có cường độ gió mạnh hơn cả là khu vực phía Bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Tại đây, gió Đông Bắc có cường độ phổ biến ở mức cấp 5, riêng phần phía Bắc có lúc Đông Bắc còn đạt mức là cấp 6, giật cấp 7 nên gây ra tình trạng biển động. Và đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 6 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!